Chào mừng các bạn đến với kênh Người Việt Xưa. Mời các bạn cùng xem lại các hình ảnh về dinh toàn quyền Đông Dương thập niên 1920, cách đây một thế kỷ. Chuyện xây dựng dinh thự phủ toàn quyền Đông Dương thế kỷ trước, nay là phủ chủ tịch. Trong thời kỳ thực dân Pháp cai trị Đông Dương, để phô diễn quyền lực, chính phủ Pháp đã xây dựng ba dinh toàn quyền ở Hà Nội, Sài Gòn và Đà Lạt vì khi ấy chính quyền thực dân coi Hà Nội là thủ đô của Liên bang Đông Dương 1902 đến 1945 nên dinh toàn quyền Đông Dương tại Hà Nội lớn nhất và cũng sang trọng nhất. Bước chuẩn bị Với mưu đồ chiếm đóng lâu dài, năm 1887 thực dân Pháp lập chính phủ Đông Dương, bổ nhiệm Constant là toàn quyền đầu tiên. Ban đầu chính quyền thực dân dự định xây dinh toàn quyền trên một khu đất lớn ở phố Ngô Quyền, nhưng vì thấy rằng khu đất này không đủ rộng để phô diễn kiến trúc và thể hiện quyền lực nên đã chỉ hoãn khi công việc phá rỡ tường thành Hà Nội hoàn tất năm 1897. Quỹ đất rất dồi dào nên chính quyền thực dân quyết định lấy một phần ở phía Tây Bắc Thành và một phần đất của vườn thực vật nay là Bách Thảo để xây dinh. Công việc quy hoạch được giao cho kiến trúc sư người Pháp gốc Nga là Vladimir Zegon Arov. Ông này quyết định tổng diện tích của dinh là 12.000m2. Trên diện tích đó sẽ xây một tòa nhà chính, các dãy nhà phụ, còn lại là vườn hoa và trồng cây, phía trước sẽ là một quảng trường rộng vẽ phối cảnh và thiết kế ban đầu giao cho kiến trúc sư Henry Vindier và những bản thiết kế hoàn thành vào năm 1899. Dù viên toàn quyền chỉ ở Hà Nội vài tháng trong một năm khi đón khách quan trọng, họp hội đồng tối cao Đông Dương và chủ trì lễ kỷ niệm quốc khánh Pháp, nhưng vì dinh là bộ mặt, là nơi thể hiện quyền lực của nước Pháp nên Henry vi điệu vẽ rất hoành tráng. Theo thiết kế, tòa nhà chính cao 4 tầng gồm tầng hầm, tầng trệt và hai tầng gác. Tầng hầm có 11 phòng với các chức năng, kho lương thực, thực phẩm, rượu, khu bếp, khu dành cho nhân viên phục vụ, trong đó có bàn giấy và phòng lưu trữ công văn. Tầng trệt có 6 phòng chính gồm phòng khánh tiết lớn, phòng ăn lớn, 3 phòng làm việc và thư viện. Tầng 1 gồm 10 phòng chính trong đó có một phòng khách, một phòng ăn, 3 phòng ngủ, phòng làm việc của toàn quyền, một phòng họp của hội đồng tối cao Đông Dương, một phòng chơi bia, một phòng của sĩ quan tùy tùng, hai phòng làm việc và một phòng của nhân viên phục vụ. Tầng 2 gồm 9 phòng chính với hai phòng khách, hai phòng ngủ lớn, năm phòng ngủ nhỏ và có sân trời. Tiêu chuẩn khắt khe, nội thất cầu kỳ. Bảng tiêu chuẩn vật liệu xây dựng công trình do kiến trúc sư Lịch Tiễn Felder lập để đấu thầu gồm những vật liệu tốt nhất. Gạch là gạch của nhà máy gạch Hà Nội và đáp cầu Bắc Ninh. Đá xây móng phải là đá ở vùng Đông Triều Quảng Ninh và kẻ sở Hà Nam. Đá cầu thang ngoài trời phải là đá hoa cương trắng thanh hóa. Đá mảnh nhỏ dùng để ghép là đá biên hòa. Gỗ làm cầu thang, cửa ra vào là gỗ lim, ụ thanh hóa, nghệ an. Gỗ lát sàn là lãnh sam họ của gỗ thông nhập khẩu từ Mỹ và Na Uy. Xi măng sản xuất ở Pháp, sắt thép, kính, tôn, đều phải là của Pháp. Lịch tiễn Felder cũng đưa ra những yêu cầu rất khắt khe, chi tiết, với gỗ phải thẳng thớ, không có mắt, không có mấu và phải đảm bảo khô, không có ngót. Từng viên gạch phải nung đủ chín, vuông vắn, xi măng trở từ Pháp sang phải đóng trong thùng kín. Với vôi, nhà thầu vận chuyển đến công trình và tỷ lệ vôi chưa chín phải dưới 10%, nhưng sau khi được các kỹ sư chấp thuận mới được tôi. Trong quá trình thi công thì cắt phải rửa sạch không lẫn tạp chất. Đá trộn bê tông cũng phải được rửa sạch, kỹ sư giám sát chấp thuận mới được trộn. Tòa nhà chính được khởi công từ năm 1903 và hoàn thành năm 1905. Trong quá trình thi công, kiến trúc sư lịch tiễn Felder cũng thiết kế chi tiết nội thất các phòng và lập các bảng tiêu chuẩn để đấu thầu. Phong cách trang trí của dinh thự rất cầu kỳ và tỉ mỉ. Phòng khánh tiết được thiết kế theo phong cách vua Louis XIV, đường kẻ chỉ hình hoa hồng, mũ cột hình tam giác theo kiểu co danh tơ Hy Lạp. Bàn họp, ghế ngồi sơn men trắng có đường chỉ mạ vàng. Đèn trùng pha lê theo phong cách thời đế chế, đèn vách 5 bóng theo phong cách phục hưng. Đèn mươi 32 bóng, đèn vách, đèn chùm 3 bóng theo phong cách Louis 14 đèn chùm 5 bóng có quạt trần theo phong cách hiện đại, phòng ăn lớn theo phong cách phục hưng. Phòng riêng của toàn quyền theo phong cách đại đế Pháp. Đá ốp lò sưởi ở phòng khánh tiết phải là đá hoa cương màu. Bếp là bản thiết kế do hãng Atelier Spreafico Phá Pháp cung cấp với bệ rửa bát hoàn toàn bằng bạc và bản thiết kế này đã giành được giải vàng tại triển lãm kiến trúc quốc tế năm 1900. Những biến cố đáng nhớ Ngày 12 tháng 11 năm 1900, phủ toàn quyền tổ chức đấu thầu xây dựng, chúng thầu là nhà thầu Laird. Sau khi biết tin Laird quá hân hoan khiến huyết áp tăng vọt, sự cố này khiến quan toàn quyền phải ra quyết định đấu thầu lại vào ngày 31 tháng 12 năm 1900 và chúng thầu là nhà thầu khoán lắp ai trong quá trình xây dựng còn có một sự cố khác xảy ra. Trúng thầu cung cấp đồ nội thất phòng khánh tiết là hãng vĩ tần bộ. Tuy nhiên khi giao hàng thì ghế ngồi dành cho các thành viên hội đồng tối cao phải sơn màu men trắng và nẹp chỉ vàng, trong khi công ty này lại mạ đồng, sai với cam kết. Một sự cố khác là công ty viên trong Nguyễn Trúng Thầu làm cửa và hàng rào của Dinh cũng trục trặc. Vì không có kẽm, công ty này đề xuất lên lịch tiễn Felder cho thay bằng gang và được lịch tiễn Felder chấp thuận nhưng khi quyết toán thì phủ toàn quyền lại từ chối khoản tiền phát sinh do thay đổi nguyên liệu. Thương thảo không thành nên công ty viên trong Nguyễn buộc phải đưa vụ việc ra tòa trọng tài Trung Bắc Kỳ. Tòa đã ra phán quyết phủ toàn quyền phải thanh toán khoản tiền phát sinh đó và phủ toàn quyền phải chấp hành. Ngày mùng 10 tháng 10 năm 1954, Việt Minh tiếp quản thủ đô, dinh toàn quyền trở thành phủ chủ tịch từ đó đến nay. Tuy nhiên hàng rào và cổng có sự thay đổi, cổng trong ra quảng trường có mái cong chỗ ba cửa ra vào bị dỡ bỏ, hiện chỉ còn lại cổng chính và cổng nhỏ có mái ở đầu đường hoàng hoa thám cảm ơn các bạn đã đón xem hẹn gặp lại trong video tiếp theo